Một dây chuyền kim bơm được đầu tư có gần 30 ống bơm. Tạp chất lần lượt được đưa vào thân, vùng giáp ức với thân, phần đuôi tôm sú. 1 kg tôm sú sau khi bơm tạp chất vào sẽ tăng trọng lượng lên thành 1,1 kg hay 1,2 kg. Đồng thời, kích cỡ tôm cũng tăng lên. Khi kích cỡ tăng thì giá mua sẽ cao hơn. Thì nhà chị mua 5-30 kg gì à? Bán nhà máy vòng vòng với Cà Mau. Chỗ khác người ta kinh doanh, người ta mua, người ta cũng làm vậy thì mình phải làm vậy thôi. Theo lời khai của chủ cơ sở thì loại tạp chất này có tên là CMC. Trên bao gói ghi rõ ràng xuất xứ từ Trung Quốc. CMC được hòa tan với nước cho ra một chất đặc sệt như thế này. Sau đó bỏ vào máy đánh cho nhuyễn. Và đây sẽ là thành phẩm tạp chất được bơm vào tôm. Chúng được cho vào một máy chứa, sau đó dùng máy nén áp suất cao đưa đến từng đầu dây bơm. Chỉ cần bóp nhẹ như thế này, tạp chất sẽ theo đường kim bơm vào tôm. Tạp chất đưa vào tôm thường gồm các loại như tinh bột gelatin, rau câu hay CMC. Nhưng tạp chất mà các đối tượng dùng phổ biến nhất là CMC và rau câu.